ra này mới hay này. Đến ra này mới đông này. Anh thấy đều không? Gà gì nói đi, gà Long Tảo hay nói quậy gà gì? À, gà đen Sapa. Ừ, gà đen Sapa. Gà đen bí đỏ, gà đen bí đỏ. Đặc sản Sapa. Ừ, đúng rồi. Ăn bỏ gì vô vậy? Đây cái vớt bọt không ta? Tại sao nó không đặt cho mình ta? Không, giống như mấy cái cà cải rồi thấy ở thành phố.